Có một chàng trai châu Á đến tham gia sinh tồn nơi hoang dã, đi cùng anh là hai cô gái trẻ xinh đẹp. Andrew là một chàng độc thân sinh năm 2000, hiện đang học đại học tại Mỹ. Anh thường thích đi săn ở nơi hoang dã, có kỹ năng bắn súng tuyệt đối đỉnh cao. Đối tác nữ đầu tiên của anh là Bella, năm nay 28 tuổi, để thích nghi trước với cuộc sống nơi hoang dã. Trước khi khởi hành, Bella hàng ngày học cách khoan gỗ để nhóm lửa. Cô bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn vào thử thách này, cả hai bật cười ngay khi gặp nhau. Bella không ngờ bạn đời của mình lại đẹp trai đến vậy, miệng luôn cười và nhìn phía dưới. Andrew cũng tràn đầy kỳ vọng với cô gái xinh đẹp. Lúc này trời nắng gắt, hai người đề nghị đi dạo trong khu rừng phía trước và phát hiện ra một con sông. Không nói một lời, Andrew nhảy ngay xuống nước. Một số con hà mã ở đằng xa đã nhìn chằm chằm vào anh. Chẳng mấy chốc trời đã tối, nhiệt độ cũng giảm mạnh, hai người họ run rẩy vì lạnh. Bella còn nói muốn về nhà, ở đây chẳng có gì vui. Khi nghe thấy điều này, Andrew liền nhanh chóng nhóm lửa, nhưng Bella vẫn không ngừng run rẩy. Trong lúc tuyệt vọng, Andrew không còn cách nào khác đành phải dùng chiêu lớn. Thức dậy vào ngày hôm sau, Bella đột nhiên cảm thấy không khỏe, ngoài ra còn có triệu chứng nôn. Andrew nhìn thấy cảnh này rất đau lòng, anh quyết định ra ngoài tìm một ít thức ăn để bổ sung cho Bella. Chẳng mấy chốc đã tìm thấy một số quả sơn trà trong rừng, cắn một miếng và thấy rất ngọt, anh nghĩ Bella chắc thích lắm. Trở lại trại, Andrew nóng lòng muốn để Bella cắn vài miếng, không ngờ vừa đưa vào miệng cô đã nhổ ra ngay. Cô ấy còn nói tại sao món này lại có vị tệ đến vậy. Miễn cưỡng, Andrew đưa cho cô một cái khác, nhưng lần này Bella trực tiếp từ chối. Cô ấy cũng nói rằng cô đã sẵn sàng từ bỏ cuộc thi. Hôm nay là ngày thứ hai, Bella bị nôn mửa, tiêu chảy và cảm thấy khó chịu khắp người. Cô ấy nói với Andrew rằng đã quyết định rút lui khỏi cuộc thi. Sau khi nghe điều này, Andrew sửng sốt. Chị có nghiêm túc không? Mới ngày thứ hai thôi mà đã muốn về nhà rồi. Dù anh đã nhiều lần khuyên cô ở lại, nhưng Bella đã quyết tâm ra về. Bella ngồi lên xe của ekip và đi thẳng về nhà. Andrew cô đơn không thể ngủ được. Anh ấy vẫn không thể hiểu tại sao Bella lại rời đi như thế này. Buổi sáng ngày thứ ba, tổ chương trình đến an ủi anh. Không có Bella thì vẫn còn Sarah, đồng đội mới sẽ đến với anh. Cô gái này không chỉ xinh đẹp như hoa, cô ấy cũng có thân hình tuyệt vời. Andrew ngay lập tức thay đổi sau khi nghe điều này. Đối tác mới ở bên kia, Sarah, đang trên đường tới. Cô ấy cũng là một fan cuồng nhiệt của chương trình, luôn muốn đăng ký để tham gia. Cuối cùng thì hôm nay cô cũng có cơ hội. Vào lúc này, Andrew đang bước tới với tâm trạng lo lắng. Trái tim của anh đã nhẹ nhõm hơn dù biết Sarah đã lớn tuổi. Cô ấy trông giống như một cô gái 20 tuổi. Sau đó, Andrew bắt đầu vòng thử thách với một đối tác mới. Như một món quà gặp mặt, Andrew dành tặng tất cả những quả sơn trà hái ngày hôm qua cho Sarah. Sarah rất lịch sự, thậm chí còn ăn vài miếng. Nhưng ngay sau đó, Sarah cảm thấy chóng mặt và kiệt sức vào sáng hôm sau. Sarah để lại một đống phân gần trại. Cảnh tượng này tình cờ được Andrew nhìn thấy rõ ràng. Anh ấy cảm thấy màu sắc không được ổn cho lắm. Sarah được nhắc nhở chú ý vệ sinh cá nhân. Ngay sau đó, Andrew ra ngoài tìm đồ ăn. Nhưng đúng lúc này, bầu trời đột nhiên bị mây đen bao phủ. Đây là thời điểm có mưa lớn. Andrew sợ hãi đến mức vội vàng chạy về trại. Anh chàng này cùng cô gái 50 tuổi của mình đang khỏa thân và sống sót giữa nơi hoang dã. Không ngờ lúc này trời lại mưa to, nhiệt độ ngày càng thấp hơn. Andrew và Sarah run rẩy vì lạnh. Sau 3 ngày mưa liên tiếp, cuối cùng mặt trời cũng ló dạng. Lợi dụng thời tiết tốt, cả hai vội vàng ra ngoài kiếm củi khô. Họ tưởng thời gian tốt đẹp sắp bắt đầu. Không ngờ vào lúc này Sarah lại mang đến một tin dữ khác. Cô nói với Andrew rằng ngực của cô ấy bị đau. Hóa ra cô ấy đã sang Thái Lan để phẫu thuật để có được thân hình hoàn hảo. Cô ấy vô tình bị ong chích khi đang đi lấy củi. Giờ đây cô càng cảm thấy đau đớn hơn, có lẽ sẽ phải rút lui khỏi cuộc thi. Ngay khi Andrew nghe thấy từ bỏ cuộc, trong lòng liền thấy hụt hẫng. Người đồng đội cuối cùng của anh đã rời đi cách đây không lâu, bây giờ đối tác mới này lại muốn bỏ trốn. Ekip đang chơi đùa với anh phải không? Nhìn Andrew như thế này, Sarah đầy tội lỗi, nhưng bây giờ cô không thể giúp được, cần phải quay lại gặp bác sĩ nhanh chóng. Sau một cái ôm đơn giản, Sarah lên xe của ekip và bắt đầu lên đường về nhà. Bị bỏ lại một mình ở nơi đây, nhưng thử thách vẫn tiếp tục. Muốn có được 100.000 đô la Mỹ, anh ấy chỉ có thể dựa vào nỗ lực của chính mình. Tối nay, một nhóm hà mã khổng lồ đột nhập vào trại. Andrew sợ đến mức không dám thở. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ. Thời gian đến 15 ngày, Andrew đã 3 ngày không có vị thịt đang cần được bổ sung protein gấp. Để làm điều này, anh đã tự tay dệt một cái bẫy cá, rồi thả nó ra giữa sông, cầu xin trời ban cho anh một bữa tiệc hải sản. Nhưng ngày hôm sau kiểm tra bẫy, anh thấy không có lông cá nào trong đó. Andrew bực bội chỉ có thể quay về trại và tiếp tục nằm xuống. 3 ngày nữa trôi qua, năng lượng thể chất của Andrew đói khát gần như cạn kiệt. Với sự hy vọng của khán giả, anh lại ra sông kiểm tra bẫy. Lần này cuối cùng anh đã được trời ưu ái, hai con cá rô phi đã được bắt thành công. Anh nhanh chóng về trại và đốt lửa để nấu ăn. Đây là bữa ăn ngon nhất anh ấy được ăn trong 20 ngày qua. Với sự ban phước của protein này, Andrew đã sống sót được 21 ngày. Sáng sớm anh nóng lòng muốn đến điểm tập kết. Sau cuộc hành trình kéo dài 3 giờ, Andrew cuối cùng đã mở ra khoảnh khắc chiến thắng và cũng đã kiếm được thành công 100.000 đô la Mỹ. Sau 21 ngày bị tra tấn, Andrew cũng giảm được 6 kg. Nếu đó là bạn có thể kiên trì đến cuối cùng không?